mình ngồi dậy, mình thấy vùng bụng dưới của mình từ chỗ ngang rốn, nhất là rốn, đau kinh khủng. Mình không hiểu là tại sao nữa, mình không cầm muốn ngồi dậy luôn. Bây giờ làm sao? Mình thử xoa hai tay vào nhau. Mình nằm ngửa trên giường và hai tay xoa, hai lòng bàn chân mình cũng xoa vào nhau. Một lúc thấy nóng tay nóng chân rồi nhưng mà chưa thấy hết đau bụng, vẫn không muốn ngồi dậy. Vì đau quá mình không muốn ngồi dậy, thôi mình nằm và mình hít vào bằng mũi, bụng phình lên, thở ra bằng mồm, bụng xẹp xuống. Hít vào, bụng phình lên, thở ra bằng mồm, xẹp bụng xuống. Cứ thế mình làm được khoảng 20 lần thì tự nhiên người nhẹ hẳn, không thấy đau bụng nữa, và mình dậy mình làm video này.